Hello anh em nha, mình là Duy bên máy móc Việt Nam. Thì hôm nay mình có đến tận công ty Hồng Ký để trải nghiệm dòng máy hàng mic đầu rời 350, dòng pro mới nhất trên thị trường hiện nay của Hồng Ký nha anh em. Bây giờ mình sẽ cho anh em mình trải nghiệm. Mình đã làm nhiều dòng máy về đầu rời, nhưng mà cái dòng pro này hiện tại cái này là làm lần đầu tiên nha anh em. 350 pro. Đây anh em ha, đó là dòng mic đầu rời đang kéo dây ly 2 á, đó là có khí và dây trần. Nếu mà trải nghiệm nếu dây có thuốc thì nó sẽ đẹp hơn. Hôm nào mình sẽ làm cho anh em cái dòng dây có thuốc cho anh em nha, trải nghiệm nha. Sắt dày á anh em. Đây là con đầu rời mic 350 của Hồng Ký, dòng mới nhất thị trường hiện nay. Rồi, anh em nào đang có nhu cầu quan tâm về cái dòng máy hàng mic đầu rời này liên hệ với mình nha. Rồi, cảm ơn anh em ạ. Đây là trải nghiệm thực tế tại nhà máy Hồng Ký.